15 bộ trang phục độc nhất vô nhị, nhưng ai cũng muốn thử. Trên thế giới thì xuất hiện không ít những điều kỳ lạ thu hút sự chú ý của con người, đặc biệt phải nói đến thời trang hay là cái nhìn thẩm mỹ của mỗi cá nhân mỗi khác, phù hợp vào từng hoàn cảnh, công việc và quan trọng là kinh tế mà mỗi người thì đều lựa chọn khác nhau. Nhưng bên cạnh đó, cũng có không ít những người luôn luôn thích chơi trội, thể hiện cá tính mạnh mẽ qua những bộ trang phục độc đáo, hay có thể nói là khác người thường. Họ sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi ánh mắt. Và đó là những cái bộ quần áo như thế nào? Hãy cùng ta cả khám phá nhé! 15. Mũ lèn não. Chỉ với $15 mà thôi, bạn thể cho cả thế giới biết mình thông minh như thế nào khi lựa chọn chiếc mũ này để giữ ấm đầu. Bạn sẽ không giờ cảm thấy đôi tai của mình bị lạnh nữa, và đồng nghiệp hay bạn bè sẽ không chửi bạn là một thằng ngu nữa. Bởi chiếc mũ này mang hình thù có phần kỳ quái như là bộ não vậy. Chiếc mũ này với nhiều màu sắc cho bạn lựa chọn, nhưng mà Taka thì thấy màu hồng là hợp lý nhất, bởi rất giống màu của bộ não thật sự. Và lại nhìn màu hồng cũng rất là nam tính nha, thích hợp cho gu yêu màu hường, ghét sự giả dối. Đứa nào mà bảo bạn ngu như bò hay là không có não, mua quả mũ $15 này đập vào mặt nó cho tôi. 14. Quần cho người ưa đánh giám. Những cái quần xịp nữ này vô cùng thoải mái, vừa vặn, thấp dưới eo và cao trên hông. Nhưng mà tính năng quan trọng là lớp lót sau bằng than hoạt tính Zorflex, hấp thụ bất kỳ thể loại giám nào bạn thải ra, kể cả là thùm thủm, khăm khắm hay là chua chua. Loại xịp này nó hấp thụ được hết, và bạn sẽ tha hồ đánh giám mà không lo sợ làm mất đoàn kết nội bộ nữa. Bản chất tấm lót này là giữ hơi và vô hiệu hóa chúng, có thể khiến nó như mới và bay hết mọi mùi chỉ bằng cách giặt hay là rửa sạch. Chỉ với giá $38 thôi, bạn đã sở hữu sản phẩm độc lạ này rồi. Có lẽ cuối cùng bạn cũng có thể tự do, thoải mái đánh giám bất cứ nơi đâu mình muốn. Cứ tự tin mà khoe cá tính thôi. 13. Dép cỏ. Đây là một đôi dép hoàn hảo cho những người khao khát quay trở lại lối sống đơn giản hơn, nguyên thủy hơn, và tất nhiên rồi, hòa mình với thiên nhiên nữa. Mô phỏng cảm giác ngọt ngào khi đi bộ trên cỏ bất cứ nơi nào bạn muốn với những đôi dép tông được làm từ cỏ tổng hợp. Trang web nói rằng chưa trên một cặp dép cỏ sẽ ngay lập tức làm nức lòng người hâm mộ, mang đến cho bạn buổi trưa mùa hè tràn ngập ánh nắng, mùi cỏ mới cắt, trong khi hoàng hôn vàng vẽ cảnh tuyệt đẹp của bầu trời. Nghe cứ như một bài thơ vậy. Chỉ với $20, đó có vẻ là một món hời khi bạn mua chúng. Nghe cũng khá là êm tai đấy, đúng không nào? 12. Pasamagin. Bạn đang khao khát một cách đầy tuyệt vọng rằng có thể mặc chiếc quần jean của mình suốt cả đêm, nhưng mà không thể nào vì điều đó thì không được thoải mái cho lắm. Bạn không cần suy nghĩ thêm nữa, vấn đề sẽ được giải quyết bởi Pasamagin, bộ đồ ngủ trông giống như chiếc quần jean thực sự. Bạn có thể mặc chúng đi ngủ, hoặc là có thể mặc chúng ra ngoài và hy vọng là không ai nhận ra bạn lười đến mức không thể nào cởi đồ ngủ ra được. Lừa bạn bè của mình và tạo cho mình những giấc mơ quần jean ngọt ngào với giá từ $40 đến $50. Mình thì vẫn chưa hiểu lắm với quả quần jean pha ke này. Thật ra đồ ngủ với giá lên đến cả triệu đồng, nghe nó vẫn hơi ảo ma Canada. 11. Quần què. Chắc hẳn là anh em đã từng thấy hoặc sở hữu những chiếc quần jean có lỗ rách ở đầu gối. Bạn có thể nghĩ rằng điều này hơi ngớ ngẩn, vì lành lặn thì không thích mà lại thích mặc quần rách cơ chứ. Nếu mà bạn không biết về điều đó, bạn thực sự sẽ không sẵn sàng để làm quen với những chàng trai cô gái có gu thời trang độc dị như vậy. Đây về cơ bản là một chiếc quần què theo đúng nghĩa đen. Cơ bản là bạn chỉ đang đi dạo trong chính chiếc quần lót của mình. Mặc dù rõ ràng là có ít vải hơn so với một chiếc quần thông thường, thế nhưng những chiếc quần què này lại có giá cao hơn đáng kể, ở mức $168, gần 4 triệu đồng. 10. Banana underwear. Nếu mà có $50 mà chưa biết mua sắm gì, hãy nhanh chóng vào trang web youcanbuy.com để kiếm cho mình một chiếc quần xì. Nó sẽ thực sự làm cho bạn nổi bật, bởi chúng có nhiều kiểu dáng như là voi, rắn và sư tử nữa.
Phụ nữ có lẽ thấy điều này cực kỳ là hấp dẫn. Nhưng mà nếu cho tôi nhá, tôi còn đánh thêm trò ấy. Nghĩ gì mua quần nợ này với giá 50 đô chứ. Chín, ngủ bất kỳ nơi đâu bạn muốn. Nếu mà ba lô của bạn không còn chỗ trước túi ngủ khi đi cắm trại, hãy đơn giản hóa mọi chuyện, mặc luôn cái túi ngủ vào là xong. Đó là sức mạnh của những người thông minh, hay là quái dị chứ, được sáng tạo bởi Doppelganger Outdoor. Ban đầu thì có thể sẽ nhận được nhiều lời giễu cợt đấy, nhưng mà bạn sẽ là người được cười cuối cùng. Khi mà họ vẫn đang chuẩn bị túi ngủ trong bóng tối thì bạn đã say giấc nồng rồi. Nó có giá là 148 đô la, dù có hơi đắt nhưng rất là thực tế. 8. Cooling Pan Z500K. Chiếc quần điều hòa này hoàn toàn phù hợp với những người chưa từng tin về một chiếc quần có thể làm việc trong môi trường nóng mà không hề nóng một chút nào. Được thiết kế bởi công ty Nhật Bản Kuchofuku, những chiếc quần này được làm từ sợi polymer dẫn điện, bảo vệ bạn khỏi bị giật từ chính chiếc quần của mình. Quạt được cung cấp năng lượng từ pin gia dụng, giữ ở trong túi bên để không gây trở ngại với việc ngồi xuống. Thực sự là người Nhật đang sống trong tương lai. Và bạn cũng vậy, nếu bạn chịu bỏ ra số tiền là 154 đô la. 7. Găng tay tình yêu. Bộ găng tay này được làm cho những cặp đôi, cho phép họ nắm tay nhau vào những ngày mùa đông lạnh giá. Bạn nghĩ điều này là dễ thương hoặc là bệnh hoạn, phụ thuộc vào tình yêu của chính bạn đang diễn ra như thế nào. Tình yêu mà, đâu ai là người bình thường khi yêu. Đối với người còn đang FA thì đương nhiên rồi, sản phẩm này quá là vô vị. Nếu bạn mua những thứ này, có lẽ bạn không nên nói với người quan trọng nhất đời mình rằng chúng có giá lên tới 226 đô la. Thật là một ý tưởng điên rồ, đúng không? 6 thì đó chính là quần jean Barracuda. Không giống nhau hết trang phục trong video này, quần jean ống đứng Barracuda. Không rõ chất liệu chiếc quần là gì, vì vậy Taka sẽ phải tìm hiểu và nói với bạn. Trông chúng như được nhúng vào trong bùn bởi một màu sắc đầy khó tả. Với 425 đô, bạn có thể sở hữu chiếc quần màu sắc loang lổ lạ lùng này. Khi mà công chúng biết đến những chiếc quần jean này, Myra Wall, người nổi tiếng nhất khi dẫn chương trình Dirty Job, đã đưa lên mạng xã hội và nói: chúng là trang phục dành cho những người giàu. Phần đáng lo ngại nhất của tất cả những điều trên là chiếc quần này hiện được đánh dấu là đã bán hết trên trang web Nordstrom. Đây hẳn là một trò đùa chứ, ai mua cái quần này? Công dụng duy nhất của nó là khi bạn ị đùn, có bôi ra quần thì cũng chẳng ai nhận ra mà thôi. 5. Ilse Surf Sandal. Một sản phẩm cũng đã bán hết trên trang web Nordstrom là Ilse Surf Sandal. Đôi giày cao gót 299 đô khiến bạn trông kỳ quặc, giống như đang mặc một đôi vớ giống với da người, rồi phối hợp đồng thời đôi dép Gucci cực kỳ đắt tiền bên dưới. Không hiểu cái sự sáng tạo Gucci sao lại có phần lạ lùng đến như vậy. 4. Đây thì là quần hay váy vậy? Cảm ơn thương hiệu thời trang cao cấp Cassinia Snyder, bởi bây giờ bạn có thể mặc quần jean và bộ đồ thể thao cùng một lúc với chi phí thấp thấp thôi, chỉ có 540 đô ấy mà. What the hell? Tôi có nghe nhầm không vậy? 12 triệu đồng cho cái quần gần què này. Nếu bạn muốn kết hợp công sở với denim, bạn thì kết hợp thêm áo khoác. Thực sự là phá cách quá mới mẻ. 3 thì là một đôi sang đan chẳng có tí gì liên quan. Sự điên rồ trong thời trang là khi bạn kết hợp những thứ chả liên quan gì vào với nhau. Đôi giày này có thể là ví dụ tốt nhất về điều ấy. Việc hợp nhất giày cao bồi và sang đan để tạo ra một cái thứ gì đó. Để sở hữu đôi dép lạ lòng này, bạn sẽ mất đến 150 đô. Và nó như kiểu lưỡng long nhất thể, phiên bản lỗi ở trong Sudoku vậy. 2. Legwear for men. Đối với một người đàn ông cực kỳ tự tin và luôn muốn thể hiện bản chất bong bóng của mình, người ta đã cho ra đời sản phẩm áo sơ mi gen và quần short phiên bản bằng màu long xuyên. Khoe phần lớn cơ thể của bạn trong một loạt các màu phấn và
và cho cả thế giới biết rằng bạn không quan tâm họ nghĩ gì về mình. Mỗi chiếc áo sơ mi và quần đùi có giá 49 đô la. Biết đâu đấy, đây có thể là làn sóng của tương lai. Các chàng trai sẽ tự tin hơn trong tình cảm đồng giới của mình. Và ở vị trí đầu tiên trong video này thì đó chính là váy tắm tránh hấp diêm. Có lẽ trang phục này được thiết kế để phụ nữ tránh bị nhìn chằm chằm từ những người đàn ông trên bãi biển. Những bộ đồ bơi một mảnh này sẽ làm cho bạn trông giống như một người đàn ông. Ngực và lưng thì có nhiều lông nhờ tinh tinh chưa tiến hóa hết vậy. Nó chỉ có 40 đô mà thôi, vậy thì tại sao lại không mua chứ? Đừng để những kỳ vọng của xã hội ngăn cản bạn việc thực hiện ước mơ trông giống như một người đàn ông lông lá. Tương tự, nếu bạn là một người đàn ông rậm lông, bạn thể sử dụng chiếc áo này để che đi khiếm khuyết của mình. Nhìn những cái phong cách thời trang lạ lùng như thế này, bạn có muốn được thử một lần hay không? Chứ còn tôi thì xin phép là không luôn, vì nó độc lạ đến mức sợ mình biến thành tâm điểm chú ý của những cô gái mất. Và đến đây thì video này cũng kết thúc mất rồi. Đừng quên bấm like, share và subscribe Tai Gai Channel ngay lập tức để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn anh em.